Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào chương trình hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn tác giả Nhật Quang Phi Hồ mới gửi cho Dương Đại tác thi phẩm Buồn Vong Quốc. Đây là một trong những cái tâm trạng mà tác giả đã cảm nhận được trong những ngày tháng lưu vong nơi quê người, thấm thía được những cái đêm dài không ngủ và trằn trọc vì vấn đề quê hương dân tộc. Tác giả đã cảm nhận từ đó cái nguồn thi hứng đã tạo cho tác giả những dòng thơ ái quốc và đặc biệt nói những cái sự đau khổ của dân tộc Việt Nam trong suốt thời lập quốc đến bây giờ đã gần 5.000 năm. Chưa bao giờ có một ngày hòa bình thực sự của đất nước, cả miền Nam Bắc. Phải chăng đấy là một cái nghiệp mà nhà Phật đã nói rằng đôi khi chúng ta đã làm những cái nghiệp nặng nề đối với các dân tộc, như là ngày xưa ông bà mình phát triển về miền Nam đã phải đấu trí rồi trong cuộc sống tồn tại với dân tộc Chiêm Thành, dân tộc Khmer, đã làm cho những cái hồn oan nó gọi là cái bóng hời nó in sâu vào đời sống tâm linh của người Việt Nam. Vì thế con cháu chúng ta luôn luôn bị dằn vặt, bị giày xéo là như vậy. Và tác giả Nhật Quang Phi Hồ đã nói lên những cái tâm trạng đau khổ đó. Và chúng ta cảm nhận, đọc những tác phẩm của ông, chúng ta mới thấy được cái nỗi đau đớn của người xa quê hương. Bởi vậy cho nên Cộng sản họ cũng khôn lắm. Họ chuyên môn đưa ra những cái chương trình để mà kêu gọi trở về. Nào là quê hương là chùm khế ngọt, quý vị thấy không? Và một trong những cái sự kiện đó để người Việt lôi cuốn trở về quê hương. Ai mà xa quê hương mà không nhớ đến quê hương thì sẽ không lớn nổi thành người. Đấy là câu nói của Cộng sản. Bởi vì ngay cả trong cái vấn đề văn nghệ, trong cả vấn đề văn chương mà họ vẫn có loáng thoáng hình ảnh của công an. Chưa gì đã hăm dọa, có phải không? Thế thì với một cái chính sách hăm dọa như thế, chỉ có những anh Ngô Dừng mới bỏ xác về Việt Nam để mà nuôi Cộng sản. Chúng ta phải công nhận tác giả Nhật Quang Phi Hồ là một người rất sáng suốt và thấm được cái đau khổ của dân tộc mình. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thi phẩm Buồn Vong Quốc của tác giả Nhật Quang Hồ Phi. Đây là một trong những cái tác phẩm tôi thấy dễ thương lắm. Và chúng ta đi vào câu chuyện hôm nay là có một số khán giả điện thoại hỏi cho Dương Đại về vấn đề mà tù cải tạo, gọi là tù cải tạo chứ thật ra đấy là tù khổ sai lao động. Cộng sản nó nhốt hết thanh niên miền Nam ở trong rừng để ở nhà nó hãm hiếp vợ con của giới trí thức miền Nam. Đấy là một sự đau khổ và nó không cho chúng nó thỏa mãn cái thú tính thì chúng nó tống đi kinh tế mới, chết trong rừng đau khổ. Và quý vị hỏi một câu nữa là có nhiều người lầm tưởng là đây là cái Mỹ nó đền lại cho những người đi tù. Thưa quý vị, người Mỹ, chúng ta hỏi một câu rằng người ăn ốc, người đổ vỏ, Cộng sản nó giày xéo đất nước, nó cướp bóc, nó hiếp đáp dân miền Nam. Rồi đến bây giờ mà người Mỹ phải trả tiền thì quý vị thấy cái chuyện đó có hợp lý không? Thì trước khi chúng ta hỏi những cái câu đó, chúng ta nên suy nghĩ một chút. Bây giờ là địa vị quý vị là Hoa Kỳ đã nuôi nấng, đã thương hết tất cả những người tù cải tạo, gọi là những cái người tù của Cộng sản, đúng hơn là như thế. Đi qua bên Hoa Kỳ, vợ con giờ này, con cháu ăn nên làm ra. Và bây giờ quý vị còn muốn Hoa Kỳ phải đền vào cái tội của Cộng sản nữa, thì cái chuyện đó nó hơi quá đáng. Đúng là kẻ ăn đốc người đổ vỏ là cái chuyện nó không công bằng. Thì đây là một cái chuyện của một tổ hợp luật sư Mỹ-Việt. Họ muốn giúp cho anh em chúng ta đã bị tù tội trong những cái lao tù Cộng sản, một cái trái phép với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, rồi đã tan ra bại sản, mất vợ, mất con, để rồi đưa đến những cái cảnh vượt biên khổ ải, đi bộ có, đường biển có, bị hải tặc hãm hiếp, đủ thứ khổ cho dân tộc Việt Nam. Cho nên một tổ hợp luật sư Việt Mỹ họ muốn giúp đỡ những quý vị nào đi tù về thì hãy đưa cái giấy ra trại rồi làm một cái tờ lý lịch sơ nói rằng mình sanh ngày nào, tháng nào, năm nào, ở đâu, học hành ra sao, rồi đi lính ngày nào,
số quân cấp bậc sau cùng 30 tháng 4 làm cái gì. Còn đi tù thì mình kể ra tù những trại nào, bị hành hạ ra sao, cướp nhà, cướp mất vợ, con ra sao. Rồi còn những trường hợp mà các vị sĩ quan đi HO qua đây mà rồi qua đời thì vợ con có thể nộp. Nhớ mà khi nộp trường hợp đó phải có giấy khai tử của người chồng, của người cha, rồi phải kèm theo giấy hôn thú để sau này nếu tòa án quốc tế bắt Cộng sản trả tiền, họ phải đưa lại cho vợ con của nạn nhân. Và địa chỉ thì quý vị thấy ở trên đài, PO Box 723, Anaheim, California, 92815. Quý vị gửi về để văn phòng luật sư họ nhận và họ lập hồ sơ thủ tục để họ đưa ra tòa. Rồi chúng ta lại có một tin nữa là một số người nói rằng là thế những cái vấn đề gọi là nghe giáo sư nói về cái chữ ký petition cần 100.000 chữ ký thì bây giờ đã được bao nhiêu rồi? Dạ thưa, nói để quý vị mừng, bây giờ chúng ta đã được trên 60.000 chữ ký và chúng tôi cần 40.000 nữa, cho nên quý vị làm càng nhanh càng tốt. Và điểm sau cùng là cái ủy ban chúng tôi lấy tên là Ủy ban Phục hồi Chủ quyền Quốc gia và Vẹn toàn Lãnh thổ cho Việt Nam để kiện thằng Tàu ra tòa án La Hè, tức là tòa án quốc tế, về tội xâm lăng Việt Nam, chiếm hải đảo của Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, để chúng phải rút ra khỏi Việt Nam, để chúng nó khỏi đem cái họa gọi là đồng hóa Việt Nam. Bởi vì quý vị biết rằng là ngày nào còn Cộng sản, ngày đó Tàu Cộng nó còn tung hoành ở đất nước chúng ta. Đấy, bây giờ quý vị Việt Nam, quý vị đều thấy, cái này không phải chúng ta tuyên truyền. Hang cùng ngõ hẻm đâu cũng có mấy anh Tàu Phù. Thế thì đàn bà Việt Nam thì vấn đề sinh sống thì phải để cho nó dày vò mà kiếm cơm nuôi thân, nuôi gia đình. Chẳng bao lâu nó sẽ đồng hóa dân tộc Việt Nam. Ngày xưa nó làm không được, nhưng bây giờ nó thừa sức làm vì nó có sự tiếp sức của Cộng sản Việt Nam. Còn ngày xưa ông bà mình chống Tàu mạnh mẽ, 1.000 năm đô hộ mà còn không đồng hóa được. Nhưng bây giờ nếu tình trạng này kéo dài chừng 5-10 năm nữa thì Việt Nam sẽ hoàn toàn Tàu. Có vậy thôi. Tiếng là phải tiếng Tàu rồi. Đấy, quý vị thấy như cái thằng Bùi Hiền nó đưa ra cái chương trình Cộng sản, tên cán ngố Bùi Hiền, nói tiếng Việt theo giọng Quảng Đông. Đó. Cho nên quý vị về Việt Nam cần phải nói tiếng Việt, phải có thông dịch viên để mới hiểu được tiếng Việt. Vì đó là tiếng Tàu. Rồi chúng ta thấy cái họa vong nô chỉ có một sớm một chiều. Bây giờ vào câu chuyện đầu tiên hôm nay, chúng ta nói về vấn đề Joe Biden. Joe Biden trong một cuộc vận động ở New Hampshire tuần vừa qua, tôi đã thưa với quý vị trong bản tin trước, thì anh ta khoe khi mà các ký giả hỏi về vấn đề ông nghĩ thế nào về vấn đề kinh tế Hoa Kỳ hiện nay, anh ta hăng hái trả lời giống y như bài bản của Obama. Obama đi tranh cử, đi vận động về vấn đề Đảng Dân Chủ, luôn luôn nói một câu: quý vị có biết rằng kinh tế bây giờ thành công là do ai không? Obama. Thế thì hôm nay Joe Biden nói một câu nữa: nền kinh tế của Mỹ bây giờ thật ra là do cái may mắn của Donald Trump. Anh ta là con người được thừa hưởng một nền kinh tế tuyệt vời của cái chính quyền Obama và Joe Biden. Và anh ta nói đến đó thì dân chúng ồ lên. Họ biết là cái chuyện này láo. Nhưng mà quý vị biết rằng Joe Biden là một người ăn nói bạt mạng. Donald Trump cũng ăn nói bạt mạng. Nhưng mà cái bạt mạng của Donald Trump tức là không phải là nói bậy mà là cóc cần đời. Thích là nói, nghĩ là nói. Và ai ưa không quan trọng. Nhưng mà cái điều ông ta nói luôn luôn chính xác. Và cái lời thẳng thắn đó, ông bà mình gọi là trực ngôn thì nghịch nhĩ, sự thật thì hay mất lòng. Còn Joe Biden thì nói một cách bừa bãi, nói bạt mạng, nó không kể gì đúng hay sai. Nền kinh tế đến giờ này mọi người đều thấy rõ ràng, suốt 2 năm nay, chứ không phải 1-2 ngày đâu, mà còn thừa hưởng được Obama. Mà trong khi Obama 8 năm làm Tổng thống, thì kinh tế nước Mỹ nó eo ọp. 1.2, 1.5, 1.7, 1.8. Chưa lên được trên 2 chấm. Mà sau khi Donald Trump lên làm Tổng thống thì kinh tế tổng sản lượng quốc gia có lúc lên trên 4 chấm.
Kỳ vừa rồi đệ nhất Tam Cao Nguyệt vừa nghỉ Noel vừa nghỉ lễ Tết mà rồi vẫn được 3.2. Quý vị thấy không? Từ tháng Giêng cho đến tháng 3 đệ nhất Tam Cao Nguyệt. Xong rồi thị trường chứng khoán 8 năm tổng thống của Obama chỉ có vào khoảng độ 18-19 nghìn. Anh ta vào làm tổng thống thì lúc bây giờ đã là trên 10 nghìn. Thế thì 8 năm chỉ lên chưa đầy 8 nghìn. Mà Donald Trump làm tổng thống chưa đầy 2 năm, thị trường chứng khoán đã lên đến gần 27 nghìn, có lúc trên 27 nghìn điểm. Mà khi anh Donald Trump bước vào thị trường chứng khoán, lúc bây giờ mới có 18 nghìn, 19 nghìn, thì chưa đầy 2 năm mà đã lên đến trên 9.000 điểm. Thế thì hỏi làm sao mà nói rằng là Donald Trump thừa hưởng nền kinh tế của Obama. Rồi anh Joe Biden còn nói bậy nữa. Donald Trump là một người may mắn được thừa hưởng mọi vấn đề, ngay cả tài sản của gia đình. Làm sao so gia đình với vấn đề kinh tế của nước Mỹ? Cho nên Joe Biden bị mất điểm. Vì thế cho nên mọi người đều nghĩ rằng Joe Biden không phải là đối thủ của Donald Trump. Rồi thêm vào đó chúng ta có một bản tin nữa là liên quan đến vấn đề gia đình John McCain. Gia đình John McCain, cái mối thù đối với Donald Trump giờ vẫn chưa chết. Hoàn toàn chưa dứt khoát. Ngày hôm qua, vợ của John McCain là Cindy McCain, năm nay 64 tuổi, thật đây là vợ bé của John McCain. Là vì John McCain cũng như là John Kerry, khi mà đi chiến đấu Việt Nam về, John Kerry vớ được người vợ của người bạn là anh Haiken và anh ta qua đời. Thế thì John Kerry lập gia đình với người vợ đó, là một gia đình tỷ phú, bỏ vợ cả. Còn cái anh chàng John McCain cũng vậy, đi chiến đấu về, bà vợ ở mấy chục năm lo cho chồng, lo cho con, chờ ngày về, anh ta thay đổi, vớ được con gái của một gia đình mafia của Arizona. Đó là gia đình của Cindy. Và Cindy, vì cái chỗ mà John McCain đang vận động mạnh về chính trị, cái gia đình mafia mới gả con gái. Chứ tuổi đời thua nhau quá nhiều. Quý vị biết năm nay John McCain bao nhiêu? Khi anh chết năm vừa rồi là 81 tuổi. Mà cô vợ này bây giờ mới 64 tuổi. Tức là hơn nhau gần 19 tuổi, 18 tuổi. Đây là một cái hoàn cảnh mà nó không có thể nào nó thích hợp. Rồi đấy đời tư thì chúng ta gạt qua một bên. Nhưng cái mối thù John McCain đã để lại cho vợ con. Ngày hôm qua, gia đình của John McCain ký bởi Cindy McCain nói rằng là chúng tôi không hợp tác với Đảng Cộng Hòa nữa. Chúng tôi sẽ bỏ Đảng Cộng Hòa để ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Nhất là vị tranh cử Tổng thống năm nay, đó là Joe Biden. Và nói thẳng một câu, chúng tôi chán Cộng Hòa vì Donald Trump. Quý vị thấy chưa? Những cái câu chuyện như thế mà cũng vẫn đem vào chính trị, làm cho nó mất uy tín. Cái hay, cái truyền thống tốt đẹp nhân bản của Đảng Cộng Hòa mà do bà Cindy McCain là vợ bé của anh chàng John McCain cũng như là cô gái Meghan McCain là người đã hợp tác để cố hạ Tổng thống Donald Trump bằng mọi giá sau khi quên đi vấn đề tổ quốc, quên đi vấn đề đảng phái mà chỉ nghĩ đến cá nhân và gia đình. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.